Chào anh em đam mê PCB trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay xin làm thêm một clip nữa để giới thiệu tới cho anh em về cây FX bán gấp hoặc bán gỗ ha. Hôm nay xin sẽ giới thiệu tới anh em đây bán gấp. Thì khi mà anh em gấp nó lại, chiều dài tổng thể của nó chỉ còn lại là 60 cm, có nghĩa là 6 tấc ha. Còn nếu anh em mở bán ra thì nó sẽ dài ra khoảng chừng 72. Còn nếu anh em mà rút hết bán ra thì nó dài khoảng 78 cho tới 80 cm nha. Rất thích hợp để anh em bỏ cốp xe, ba lô hay bất cứ thứ gì. Thì những cái bán gấp này á, nó đã ngắn rồi thì anh em đừng nên chơi nòng dài, nó sẽ rất là xấu. Nên A Xính luôn luôn lựa chọn đó là nòng 12 in của Mỹ hoặc nòng 13 in của Đài Loan nha. Thì còn nếu như anh em nào chơi nòng dài á, thì theo như kinh nghiệm của A Xính ở đây á, thấy như thế này, anh em chơi nòng dài anh em nên chơi quy mỏm cụt hoặc anh em chơi quy mỏm lỡ, đừng nên chơi quy mỏm dài ôm hết van. Và mình tiện cục đồng như thế này, nó sẽ nói chung là nhìn nó thẩm mỹ hơn. Còn nếu anh em mà chơi cái loại quy mỏm dài á, mà đi sơ mi gắn còng nhưng xài một thời gian nó vẫn bị cong đuôi chuột nha anh em nha, luôn nhớ điều đó nha. Nếu như đã xác định chơi quy mỏm dài, anh em cắt nòng tiện vô luôn, tiện thẳng trực tiếp vô quy luôn, chứ anh em đừng đi sơ mi sau một thời gian dài sử dụng á, nó cong, nó sẽ bị cong đuôi chuột á, bánh sẽ bị lật. Nên rất nhiều anh em hỏi tại sao bánh một thời gian nó bị lật là như vậy nhá. Luôn luôn một điều A Xính chỉ tin tưởng vào hàm thanh, đó là 3 khúc 6 watt. Hàm thanh 3 khúc 6 watt kiếng BSA TMD, anh em nào dư dả thì hãy xài HI Discovery HI phiên bản cao cấp nhất. Van thì A Xính xài là Superwell. Tất cả những cái cây củi này khi mà A Xính làm ra, tất cả các van này A Xính đều độ lại hết 100%. Đều độ đó. Còn anh em nào muốn A Xính ráp thì anh em vui lòng nghe cho thật kỹ để anh em mình hiểu nhau nhiều hơn, để anh em mình rõ nhau nhiều hơn ha. Thứ nhất, có 3 phương thức. Thứ nhất, chuyển khoản gửi xe. Thứ hai, giao dịch trực tiếp tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba, khi A Xính ráp xong, A Xính tất cả các ba cái đó A Xính đều làm clip, tất cả đều làm clip. A Xính gửi qua cho anh em coi thấy ok thì A Xính bắt đầu gửi về cho anh em. Còn nếu anh em thấy không ok, anh em nói tôi không thích clip này, anh em A Xính vui lòng làm clip mới cho tôi, ok em sẽ làm clip mới cho anh em ha. Thì cái phương thức thứ ba á, sau khi làm clip gửi anh em ok, A Xính rã ra từng gói từng gói, A Xính cốt về cho anh em, ship về cho anh em ở bất cứ mọi miền Tổ quốc ha, ship cốt bất cứ mọi miền Tổ quốc. Nhưng cả ba điều trên nếu muốn A Xính ráp anh em phải cọc, không cọc không bao giờ A Xính ráp. Tại vì sao? Anh em phải suy nghĩ như thế này, một cây như thế này khi A Xính ráp ra cho anh em theo yêu cầu anh em, đúng chưa? A Xính ráp là theo yêu cầu của anh em, thì nếu yêu cầu của anh em A Xính vẫn ráp, nhưng ráp xong nếu anh em không có sự ràng buộc với A Xính, không có sự ràng buộc, không có cọc, A Xính bỏ à, anh em bỏ, A Xính biết làm gì đây, mỗi người mỗi ý. Lúc đó cái cây đó A Xính ôm luôn hả? A Xính biết làm gì? Chẳng lẽ bây giờ sắp nhỏ ra trộn với cơm ăn, đúng chưa? Nên anh em phải thông cảm cho A Xính một điều, đó là phải cọc A Xính mới ráp. A Xính luôn cần khách, luôn mến khách, luôn muốn anh em đến để chiều lòng anh em, rất mong, rất muốn được phục vụ anh em. Nhưng chúng ta hãy để quy tắc, cuộc sống phải có quy tắc thì nó mới vô guồng được ha. Bây giờ mở cái bán gấp này ra. Đấy, do cái camera em đặt nó hơi thấp nên em mở không ra hết. Bây giờ em sẽ đo cho anh em xem ha. Đây là cành Mỹ nè, 12 inch nè. Bây giờ chiều dài của cái nòng nó chỉ tới đây thôi, để em tháo hàm thanh ra cho anh em xem. Ê chà, cái cây này là xính canh sẵn rồi, chỉ có bây giờ chờ giao thôi. Tại vì cái cây này là có khách đặt rồi, thường thường á là đặt xong là xính sẽ ráp trong
8 cho đến 10 cho đến 15 ngày tùy vào thuận lợi hay không ha. Xin sẽ ráp xong rồi xin sẽ test ok gửi clip qua cho anh em, tại vì bởi mỗi một cây như thế này sẽ có riêng một clip để cho anh em phân biệt, anh em hiểu đó là của anh em nha. Tôi không bao giờ, trước khi giao củi luôn luôn có clip, còn không có clip không bao giờ tôi giao, để tránh tình trạng anh em nói là tao mua của mày sao về bắn không được hay là về không như ý muốn hay là như thế. Không bao giờ có chuyện đó. Một khi đã giao là hàng không bao giờ quay đầu. Tôi không bao giờ muốn bất cứ hàng tôi quay đầu. Thì đó, đồng 12 inch khi em ráp thì tới đây. Còn nếu anh em nào muốn ngắn và gọn hơn nữa thì anh em chuyển về bình carbon 036, cái này đang 042 nè. Anh em dời vào 036 nè. Anh em sẽ bỏ đi một vắt hàm thanh. Đưa hàm thanh này vô trong này ha, là tốt nhất. Phiên bản này là phiên bản không sử dụng còng ha. Xin thấy còng tự nhiên bắt cái còng từ cái bình lên trên cái nòng thấy nó xấu quá. Xin làm luôn cục đồng đó. Cục đồng này nè. Cục đồng này có chức năng là giữ định vị cho cái cành nằm im ở đây, không xê dịch, để cho nó đẹp hơn. Thứ nhất là thẩm mỹ, thứ hai đẹp hơn nè. Và thứ ba nữa là điều rất tốt, đó là tránh xì hơi ha. Toàn bộ van xin độ lại hết rồi, rất là lực ha. Đó, rồi bán gấp lên tới đây. Đó, bán gấp ra tới đó. Tại vì cái camera để vậy anh em thông cảm ha. Xin đo nè. Một lần nè, tới ngày kim nha. Đó, anh em thấy không? Giữa, tới ngay giữa cái nòng nè, ngay đây luôn nè. Đó, là mới 60cm thôi. Còn nếu ra tới bán gấp á, là nó khoảng chừng 72 cho tới 73 anh em ha. Đó, cái cấu hình này rất thích hợp để anh em chơi ở những vùng đông người nè. Nhưng mà em cũng nói thẳng với anh em, FX rất là yếu nha. FX thường rất là yếu, nó yếu hẳn so với những dòng như Kodo, Benjamin, Eregon, Ricket, hoặc là những dòng cao cấp hơn. Chắc chắn FX là cái cây BCB yếu nhất trong tất cả các dòng nha anh em nha. Đó, nó là như vậy. Rồi, clip tới đây là hết. Anh em nào muốn A-Xính ráp hãy liên hệ với A-Xính ha, để A-Xính được báo giá. A-Xính luôn luôn ráp, nếu như mà FX chỉ ráp tầm cao, không bao giờ ráp tầm thấp. Nhiều anh em hỏi A-Xính là tại sao A-Xính không ráp củi tầm thấp là như thế này. Thứ nhất, ráp tầm thấp, nếu như mà giá quá rẻ, A-Xính vẫn ráp được. A-Xính có những mối đồ để ráp, để ăn lời. Nói chung cũng sẽ lời, có lời chứ không phải là không có lời. Nhưng mà khi ráp xong những đồ rẻ đó gửi về cho anh em, liệu anh em xài có được bền, có được lâu, có được vững hay không, hay anh em lại mất tiền oan? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi em ráp cho anh em về, anh em xài một thời gian nó hư, nó vỡ, nó hư, nó ung thư, nó sida, nó bị lên cơn hen suyễn, anh em sẽ đè đầu A-Xính ra anh em chửi. Nên bởi thế em đã suy nghĩ rất nhiều. Thôi thà em sẽ phục vụ anh em, nhưng mà với một mức độ đó, với một hạn mức đó, chứ còn dưới hạn mức đó A-Xính không thể phục vụ anh em được nhá anh em nhá. Rồi, ok, xin chào anh em. Cộng rãi nha.